Sơn vừa mới gọi ở đây là một bát chè đỗ xanh và đây là một cốc chè tầm tầm tại chè Bà Thìn. Thì nghe nói ở đây khá là nổi tiếng, thì hôm nay Sơn sẽ đến là Sơn sẽ trải nghiệm hai món ăn này. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trải Nghiệm Thú Vị nhé. Lại một lần nữa thì Sơn đang có mặt trên con phố Bát Đàn, một trong những con phố mà phải nói là rất là nổi tiếng với các món phở. Nhưng mà hôm nay Sơn không ăn phở, bởi vì hôm nọ Sơn đã ăn phở địa chỉ là 49 Bát Đàn rồi. Hôm nay Sơn sẽ dẫn các bạn đến một cái địa chỉ mà phải nói là cực kỳ nổi tiếng, đó là quán xôi chè Bà Thìn. Đứng ở ngoài nhìn thôi mà đã thấy nó khá là đông đúc rồi. Bây giờ đang là khoảng tầm hơn 10 giờ, thì bây giờ Sơn sẽ đi vào và gọi cho mình một bát xôi chè và một cốc chè thập cẩm đi. Thì Sơn sẽ ăn và Sơn sẽ cảm nhận xem là cái quán xôi chè Bà Thìn. Thực ra thì nhiều người bảo với Sơn là quán này mở rất là lâu rồi, phải cực kỳ lâu đời rồi. Nên là Sơn khá là tò mò nên là hôm nay Sơn sẽ tìm đến địa chỉ này và ăn nhé. Thì đây chính là con phố Bát Đàn này. Đấy, đây chính là con phố Bát Đàn. Và bây giờ thì Sơn sẽ đi vào nhé. Đây chính là điểm phố Bát Đàn. Mới vào, mới nhìn qua thôi mà xe đã xếp trực cứng quán rồi. Ok, bây giờ Sơn sẽ vào và Sơn sẽ gọi nhé. Sơn vừa mới gọi ở đây là một bát chè đỗ xanh và đây là một cốc chè tầm tầm tại chè Bà Thìn. Thì nghe nói ở đây khá là nổi tiếng, thì hôm nay Sơn sẽ đến và Sơn sẽ trải nghiệm hai cái món ăn này. Buổi sáng thì quán khá là đông nên là Sơn sẽ ăn cái món này trước nhé. Hiện tại bây giờ là 10 giờ. Giờ tôi nhìn khá là trơn sáng thì cái bát chè này nhìn khá là ngon. Ăn nó có một cái vị ngọt nhẹ. Xôi thì ăn khá là thơm. Sáng đây khá đông, nhưng mà có một lần tôi đi qua đây vào tầm tối đi cùng một người bạn, tôi thấy quán thì rất là đông rồi. Tầm sáng đông này thì tầm tối nó sẽ đông hơn. Cái địa chỉ là số 1 Bát Đàn này thì trên cái con phố Bát Đàn này khá là nổi tiếng. Ngoài quán xôi chè Bà Thìn ra thì còn có phở Bún Nhím Bát Đàn này. Đã từ lâu Sơn có đến và Sơn phải xếp hàng để trải nghiệm cái món phở ấy rồi. Trong một cốc chè tập cẩm đây thì Sơn thấy là nó không giống như các quán chè khác. Tuy nhiên nó khác một điểm là nó có hạt sen. Đây này, ở đây có hạt sen. Còn đâu các quán Việt Nam thì không có hạt sen. Thì đây cũng có này, đỗ đen này, đỗ xanh, chân châu trắng đây.
em gửi tiền chị ơi. Của anh 15 nghìn. Cốc chè luôn mà. À 35 nghìn, 35 nghìn. Tay cầm 15. Của em anh, mày dạy mày lúc mày ấy, bao nhiêu tiền đây? Chị ơi, quán mình ở đây mở lâu chưa hả chị? Lâu lắm rồi anh ạ. À. À, tầm khoảng bao nhiêu năm rồi? Tính từ đời của em thì phải hơn 30 năm rồi. 50 năm là khác. Bà đây rất là cái bà cũng quá là bà chị đây là bà nội em. À rồi.